Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn đồng hành cùng với kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến với kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, theo CNN hôm nay đưa tin, từ 1 giờ sáng hôm nay, mưa lớn và mưa lớn cục bộ đã đổ xuống khu vực phía tây của Trùng Khánh trong vài giờ. Lượng mưa ở hầu hết các khu vực đều vượt quá 50mm và lượng mưa ở khu vực đô thị chính của Trùng Khánh và Hà Bisan vượt quá 140mm. Các khu vực địa phương bị ngập lụt nặng và 3 người chết. Phóng viên được biết từ Sở Dân sự và Phòng chống lụt bão thành phố Trùng Khánh, trận mưa xối xả kéo dài suốt đêm đã gây ra nhiều thảm họa địa chất, gây thương vong. Một gia đình gồm 3 nông dân ở quận BB đã bị vùi lấp bởi lở đất và 2 thi thể đã được khai quật. Một người chết do ngập lụt hầm mỏ ở mỏ than Khuỳnh Mù Khoan ở quận Sampipa. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trùng Khánh, mưa lớn ở khu vực đô thị chính và các khu vực phía tây của Trùng Khánh sẽ tiếp tục diễn ra. Lượng mưa dự kiến sẽ vượt quá 180mm, một số khu vực sẽ vượt quá 250mm. Theo báo cáo của tờ Tin tức Kinh tế Trùng Khánh ngày hôm nay, tính đến đêm qua, phóng viên đã biết được thông tin về thảm họa gồm Sampipa, Khuỳnh Mù Khoan khiến một số người chết đuối do lũ cuốn và một người bị đè chết do mái dốc phiến đá. Ngập lụt khiến 500 người bị bao vây bởi nước lũ dâng cao ở Tower C, chợ hoa quả Sikwapu bị ngập tới 1,7m, thành phố thương mại Sikyokpu bị ngập. Cục khai thác Nam Thông mỏ than Nam Thông và mỏ than Yutan Bao bị ngập, hơn 200 thợ mỏ dưới lòng đất, trong số 17 người chưa rõ danh tính sau khi thoát ra dưới nước. Trước tình hình thiên tai, Ban Phòng chống lũ lụt thành phố yêu cầu canh gác nghiêm ngặt các công trình thủy lợi nguy hiểm, khẩn trương điều động nhiều thiết bị cứu sinh đến vùng thiên tai, giám sát chặt chẽ các khu vực dễ xảy ra sạt lở đất để tránh sạt lở đất làm thương tích người dân. Phó thị trưởng Wang Hongju, Chen Gonggu và những người khác đã đến Bisan và các khu vực thiên tai khác vào ngày hôm qua để tổ chức cứu hộ khẩn cấp. Một số lượng lớn quân đội đóng tại Trùng Khánh đã điều động đến các khu vực thiên tai lớn. Cục khí tượng dự báo đỉnh lũ cao nhất sông Dương Tử từ trước đến nay đi qua khu vực đô thị chính vào 23 giờ đêm qua với mực nước đỉnh lũ là 174,42m. Cảnh kinh dị Chao Chai Men, trận mưa như chút nước khiến đường dây trượt và cáp treo lao về phía sông Dương Tử. Quý vị thân mến, sáng hôm qua, một cáp treo tham quan tại bến tàu Chao Chai Men đã bị chật bánh do mất phanh và suýt lao xuống sông Dương Tử. Theo các nhân viên bảo trì, lúc gặp nạn chỉ có 3 hành khách trên cáp treo tham quan. Sau khi cáp treo chật bánh lao về phía sông Dương Tử, nửa thân xe lơ lửng trên mặt sông, mọi người đã la hét trong xe. May mắn, họ không bị thương. Các nhân viên bảo trì nhận định, từ hiện trạng có thể nguyên nhân vụ tai nạn là do trời mưa quá to, mưa quá lớn khiến đường dây bị trượt, khiến hệ thống phanh của cáp treo tham quan bị hỏng. Còn tại thành phố Thiểu Quan, Quảng Đông bị ảnh hưởng bởi một trận mưa bão hiếm hoi, khiến hơn 60.000 người bị ảnh hưởng và ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, thiệt hại khoảng hơn 10.000 nhân dân tệ. Theo Tân Hoa Xã dẫn lời Đài quan sát khí tượng Thiểu Quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, từ 2 ngày nay, lượng mưa ở khu vực thành thị Thiểu Quan đạt 12,8mm, một điều khá hiếm trong lịch sử Thiểu Quan. Lũ lụt nghiêm trọng ở Phúc Kiến. Theo Thông tấn xã Trung ương cho biết, gần đây đã xảy ra lũ lụt nghiêm trọng ở các khu vực phía Bắc và Tây Bắc của tỉnh Phúc Kiến. Trận mưa lớn cục bộ đã gây ra trận lụt lớn nhất ở huyện Kiến Ninh và cư dân vùng hạ lưu bị đe dọa được an toàn. Nhật báo Phúc Kiến cho biết, khu vực Jinshi, Jiaxi, Futunxi và các nhánh thượng lưu của sông Minyang đã liên tục có mưa tối đa hơn 500mm. Vào sáng ngày hôm qua, lượng mưa tiếp tục gia tăng tại huyện Kiến Ninh thuộc khu vực Tam Minh của Tây Bắc Phúc Kiến với lượng mưa trong 21 giờ lên tới 330mm. Lưu lượng dòng chảy của hồ chứa Sitan ở quận Thanh Ninh là hơn 10.000 mét khối mỗi giây và lưu lượng dòng chảy ra là 7 mét khối mỗi giây. Điều này đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của cư dân ở vùng hạ lưu Jiangli, Sunchang và Nam Ping. Ở Ninh Hạ cũng đã hứng chịu trận mưa lớn hiếm gặp ở 17 thành phố và quận.
Mưa lớn từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, trong đó nặng nề nhất là các quận nằm dọc theo ngọn núi Hê Lan. Theo thống kê mới nhất của chính quyền địa phương, 17 thành phố và quận đã bị ảnh hưởng, với dân số 56.000 người. Theo báo cáo, lượng mưa lần này đạt giá trị cao nhất trong lịch sử của Ninh Hạ trong cùng thời kỳ và rất hiếm trong lịch sử Ninh Hạ có trận mưa lớn như vậy vào tháng này. Trận lụt lớn nhất kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng bùng phát ở khu vực núi Hê Lan, làm gián đoạn giao thông dọc con đường núi trong 12 giờ. Theo thống kê, 17 thành phố và quận bị ảnh hưởng bởi trận mưa xối xả. Dân số bị ảnh hưởng là 56.000 người, 137.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, 3 kênh chính bị vỡ, gần chục km kênh bị phá hủy và 4 cây cầu bắc qua sông, 4 kênh giao cắt và các công trình thủy lợi bị hư hại. 230 kênh nhánh, 492 ngôi nhà bị sập, 2 người mất tích, 1.680 con gia súc và cừu chết và thiệt hại trực tiếp về kinh tế hơn 80 triệu nhân dân tệ. Thảm họa khí hậu bất thường ở Tân Cương tiếp tục gánh chịu thiệt hại nặng nề. Quý vị thân mến, theo Epoch Times, ở Tân Cương, thời tiết bất thường, tuyết rơi dày, mưa rào, mưa đá, bão và côn trùng tấn công cùng một lúc, khiến hơn 450.000 người bị thiệt hại về kinh tế và 500 triệu nhân dân tệ. Hồng Kông Wen Weipo báo cáo rằng, người phụ trách Trung tâm Thông tin Thủy văn và Nguồn nước Tân Cương đã chỉ ra rằng khí hậu ở Tân Cương bất thường vào năm nay. Ba khu vực Asu, Ta Cheng và Lili ở Nam Tân Cương tiếp tục xảy ra mưa và lũ lụt nghiêm trọng tại một số khu vực của Changji và Hami, hạn hán đã xảy ra. Đến nay đã có 96 trang trại và đồng cỏ của 12 sư đoàn ở Kasgar, Li, Ta Cheng và binh đoàn xây dựng và sản xuất Tân Cương đã liên tiếp hứng chịu những thảm họa thiên nhiên như mưa xối xả, lũ lụt, gió tuyết, bão cát và sương giá ở nhiệt độ thấp, một tổn thất lớn hiếm thấy trong lịch sử. Theo số liệu thống kê từ Văn phòng Cứu trợ và Cứu trợ Thiên tai thuộc Cục Dân sự của Quân đoàn Tân Cương, tổng cộng 454.500 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. 272.800 hecta cây trồng bị thiệt hại nghiêm trọng và thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên tới 500 triệu nhân dân tệ. Hiện tại, tình hình thời tiết bất thường tiếp tục xảy ra ở một số khu vực bị thiên tai ở Tân Cương, tình hình thiên tai ngày càng nghiêm trọng. Còn ở khu vực Kim Hoa, Chiết Giang gặp trận mưa đá hiếm gặp. Vào lúc 16 giờ 15 phút ngày hôm qua, một cơn bão hiếm gặp kèm mưa đá đã đổ bộ vào Sumeng, Kubin, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Tại các thị trấn Dohu và Jiangdong, ngói của nhiều ngôi nhà ở các thị trấn này đã bị lật, một số lượng lớn cây giống và hoa màu bị phá hủy. Ở một số ngôi làng, nhà cửa bị sập, động vật bị chết và người bị thương. Theo Xinhua Evening News, cơn bão kèm theo mưa đá kéo dài gần nửa giờ. Lúc 17 giờ 10 phút cùng ngày, phóng viên tức tốc đến thị trấn Sumeng, nơi vừa xảy ra thảm họa nghiêm trọng. Tại lối vào làng Sumeng, nhiều người dân đang tất bật lát lại nhà cửa. Hầu hết dân làng đã mất cảnh giác do gió mạnh và mưa đá ập đến nhanh chóng. Điều này được hiểu là có khoảng 70-80 ngôi nhà trong thôn bị tốc mái do lốc xoáy. Cây khoai môn và cây giống là cây kinh tế chủ lực của thôn. Sau khi bị mưa đá rửa sạch thì thiệt hại rất lớn. Gió, sương giá, mưa và tuyết khiến Tân Cương thiệt hại nặng nề. Thưa quý vị, thời tiết ở đại lục gần đây bất thường với mưa lớn ở phía Bắc và tuyết dày, mưa rào, mưa đá và bão ở Tân Cương ảnh hưởng đến nhiều hơn 450.000 người và hơn 80.000 người bị thương. Hơn 7.000 ngôi nhà bị phá hủy, 120.000 gia súc bị chết và thiệt hại trực tiếp lên tới 500 triệu nhân dân tệ. Sông Dương Tử lại ngập lụt và mực nước ở Vũ Hán đạt mức cao nhất trong 5 năm. Theo báo Sun đưa tin, lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở các khu vực Asu, Ta Cheng và Lili ở miền Nam Tân Cương do lượng mưa liên tục, có tổng cộng 96 trang trại và đồng cỏ ở Yili, Ta Cheng và những nơi khác đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai như mưa lớn, lũ lụt, gió và tuyết, bão cát, nhiệt độ thấp và băng giá. Tổng số 450.000 người đã bị ảnh hưởng và hơn 270.000 hecta hoa màu đã bị hư hại, hơn 7.000 ngôi nhà bị phá hủy, 120.000 gia súc bị chết và thiệt hại kinh tế lên tới 500 triệu nhân dân tệ. Hiện thảm họa vẫn đang tiếp tục mở rộng. Mực nước sông Dương Tử tại Vũ Hán Quan đã tăng lên 23m vào ngày hôm trước, mức cao nhất trong lịch sử trong 5 năm qua. Tại khu vực Umki, Changki và Hami nằm trên sườn phía bắc của dãy núi Thiên Sơn, hạn hán đã xảy ra. Hơn 17 triệu người ở 52 quận và thành phố ở Quý Châu đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm nay. Đại Quỳnh Nguyên cũng cho biết, kể từ đầu năm nay, tỉnh Quý Châu đã phải hứng chịu nhiều thiên tai như hạn hán, gió và mưa đá, lũ lụt, lở đất và dòng chảy đá vụn.
Theo báo cáo của CCTV, một thống kê gần đây cho thấy 52 quận, thành phố, huyện ở tỉnh Quý Châu, 17,02 triệu người bị ảnh hưởng và 9,98 triệu người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 813.000 ha, 501.000 ha bị thiệt hại nặng nề, mất trắng 12,4 triệu ha, 10.000 ha giảm sản lượng lương thực có hạt là 370.000 tấn. 58 người thiệt mạng và bị thương trong các đợt thiên tai thường xuyên ở Quý Châu. Một số quận và thành phố ở tỉnh Quý Châu đã bị ảnh hưởng bởi gió, mưa đá và thiên tai lũ lụt. Thống kê từ Bộ phận Dân sự cho thấy 6 người chết và 53 người bị thương cho đến nay. Minh Pao đưa tin, do ảnh hưởng của tổng hợp của không khí lạnh hướng Nam và dạnh áp thấp trên cao, thời tiết đối lưu mạnh như dông, mưa đá và gió giật mạnh đã xảy ra liên tiếp từ miền Trung đến Đông Nam Quý Châu đêm qua trên 19 quận và thành phố, bao gồm cả Quý Dương bị ảnh hưởng. Tại King Gen, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ trận mưa đá có đường kính từ 30 đến 40mm, đường kính lớn nhất lên tới 55mm. Theo tin tức mới nhất từ thành phố King Gen, có 323 ngôi nhà bị sập tại thành phố này do thảm họa, hơn 16.000 ngôi nhà bị hư hại và hơn 3.100 người mất nhà cửa, hơn 5.000 tấn lương thực bị mất, gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế 74 triệu nhân dân tệ. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.